ông Doan Trần Khương, quê quán Lộc Thủy, Hà Tĩnh. Gia đình có 6 anh em. Ông là người con thứ 3 trong gia đình. Người anh lớn là ông Trần Bình, qua đời tại Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 2006. Bà chị kế là bà Trần Thị Thường, hiện đang sống tại New Orleans, Hoa Kỳ. Người em gái kế ông là Trần Thị Thái, mất năm 1945. Tiếp đến là bà Trần Thị Hòa, em gái, hiện sống tại Lộc Thủy, Hà Tĩnh. Cuối cùng, người em út Trần Thuận đã qua đời ngày 23 tháng 12 năm 2005 tại Reseda, California. Ông kết duyên với bà Anna Nguyễn Thị Cháu năm 1953 và đã sinh hạ được 5 người con. Người con gái trưởng là Trần Thị Chắc, hiện ở Việt Nam. Cô con gái thứ là Trần Thị Hương, ở vùng Sài Gòn nhỏ, Cali, Hoa Kỳ. Cô gái út Trần Thu Lan đang sống tại Long Beach, California. Ông có 2 người con trai là Trần Đức Phượng và Trần Đức Hoàng, được biết đang sống ở New Orleans. Chúa ban cho ông 4 đứa cháu nội, 11 cháu ngoại và 8 chắc. Hoàn cảnh của ông không những mồ côi cha mẹ lúc tuổi thanh xuân, ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng còn trở thành gà trống nuôi đàn con. Khi tình yêu đang thắm thiết, chưa tròn thập niên, vợ ông được Chúa gọi về vào năm 1964, lúc đứa con trai út chỉ mới 5 tháng tuổi. Ai hiểu được nỗi cô đơn của chàng trai trẻ với 5 đứa con còn nhỏ dại. Trong một đất nước tuy thống nhất nhưng thật tệ hại, trong cảnh nồi sôi sáo thịt, phải một lần nữa ông quyết định xa lìa quê cha đất tổ, vì không chấp nhận sống với những hạng người lồng lang dạ sỏi. Ông đã nhổ neo quyết định ra đi để tạo đời sống mới cho các con. Ngày 10 tháng 8 năm 1980, một lần nữa con thuyền của ông đã vượt bao hải lý, ròng rã 6 đêm 5 ngày trên biển cả với bao sóng gió hiểm nguy. Đối với ông, hầu như hoàn toàn tuyệt vọng. Ông đã tự trách mình: tôi không ngờ đưa con cháu ra giận chết chìm trên biển. Và ông òa khóc trong sự hối hận. Tiếng khóc của ông hòa lẫn với lời cầu kinh sốt sắng của 30 sinh mạng trong tình trạng đứng trước sự chết trên con tàu bé nhỏ. Đã động lòng tới trời cao, lòng thương xót Chúa đã mở ra tuôn tràn qua trung gian mẹ Maria, mẹ rất thánh. Một phép lạ đã xảy ra sau những lời kinh tràng chuỗi mân côi bên cạnh thuyền. Một thân cây tre trôi nhạt được trở thành cột buồm đưa con thuyền lướt sóng gió bạo tạc suốt 5 đêm 4 ngày, đã cập bến an toàn vào ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời lúc sáng sớm tinh sương ngày 15 tháng 8 1980 tại đảo Calavit. Sau một tuần lễ, mọi người trong chuyến ghe được chuyển đến đảo Coron, ở tại đó 2 tuần và được chuyển đến đảo Palawan, Philippines vào tuần đầu tháng 9
1980. Ông và cùng các con đã được định cư tại Hoa Kỳ ngày 7 tháng 7 năm 1981 tại New Orleans, Louisiana, với cuộc sống mới trên xứ người. Ông càng cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Bây giờ không còn là gà trống nuôi con nữa, nhưng hoàn cảnh làm ông lại nhớ đến câu cây dao: tò vò mà nuôi con nhện. Thật vậy, ông thật cô đơn cả cuộc đời. Cùng gia đình con gái út, ông dọn về Long Beach, California. Đau yếu, bệnh tật là chuyện không ai tránh khỏi. Ông mang bệnh tiểu đường, nhưng kể từ năm 2000, sức khỏe ông xuống dốc rõ. Ông không còn đi đứng bình thường. Phải nói rằng, nếu không có vợ chồng cô gái, chắc ông chẳng còn sống đến ngày hôm nay. Ông trông mong sao hồ sơ bảo lãnh người con gái thứ chống thành sự thật, để ông có niềm an ủi nơi các con trong những ngày cuối của cuộc đời. Nhưng số phận ông đã không may. Nỗi mừng chưa kịp liên hoan thì ai đó đã tàn nhẫn phá nát ngôi nhà tình thương, gây hận thù, chia rẽ. Để rồi một lần nữa, ông phải xót xa trước sự ra đi vô cảm từ người thân. Tháng 2 năm 2001, tưởng rằng Chúa cất khỏi ông nỗi cô đơn tột cùng trong tâm hồn, nhưng ý Chúa thật cao vời, nào ai hiểu thấu. Chúa gợi ông vào nằm nhà ưu dưỡng để tình dưỡng, lập công đền tội. Chúa nhân từ đã gọi ông về quê hương Vĩnh Cửu lúc 14:30 ngày 20 tháng 6 năm 2013 tại nhà ưu dưỡng Long Bích, tức 4:30 sáng ngày 21 tháng 6 2013 tại Việt Nam. Lại giống như vậy. Giờ đây chúng ta sẽ trải một khăn trắng trên quan tài để nhắc nhở chiếc áo trắng này chịu phép rửa tội của ông Doan Khương. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi thưa Chúa là Doan Khương đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô lại đến. Và giờ đây, hiệp với ca đoàn, chúng ta cùng hát bài Đi Về Lại Chúa, ước mong là của ông Doan Khương đi về nhà Chúa với niềm vui hạnh phúc và Chúa dành cho ông Doan Khương. Chúa yêu.
Chúa trao phó. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn Gioan đã được nuôi dưỡng nơi bàn thánh Cứu Chuộc khi còn ở trần thế, và giờ đây xin Thiên Chúa mở cửa thiên đàng và đón nhận linh hồn Gioan vào vị trí bàn thánh vĩnh cửu trên trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa hãy xoa dịu sự mất mát và nhớ thương của gia đình và bạn hữu đang kết hương cho linh hồn Gioan. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng nguyện cho Yeah.
Tế xin Thiên Chúa đi đứng xóa tội trần gian, cũng cho ai được mời tới dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin cho con một lời, thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn Gioan cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng vinh nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yêu đuối con người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Gioan vào thiên quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Jerusalem mới và vinh cửu. Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ sống muôn đời. Amen. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta dâng lời cầu nguyện
phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta. Bác Doan Khương đã trở nên con cái Chúa qua bí tích rửa tội và đã được nuôi dưỡng qua bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa nhận người thân yêu của chúng con vào bàn tiệc con cái người trong nước trời cùng với các thánh của Chúa để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho cùng Chúa cho chính chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang thương khóc bây giờ. Chớ gì chúng ta được gặp Đức Kitô ngày ngày đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa vào các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa. Và ngay cả thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa. Xin cho người thân yêu của chúng con là linh hồn Gioan Khương an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống sẽ cho sống lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa hằng sống hằng trì muôn đời. Amen. Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, đấng đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù giàu có chết cũng sẽ được sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Nazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người thân yêu của chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được sức dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng với các thánh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người thân yêu của chúng con là linh hồn Gioan đã được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa. Xin ban cho được một chỗ nơi bàn tiệc trong nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nâng đỡ tất cả chúng con trong cơn buồn sầu vì cái chết của người thân yêu của chúng con. Xin cho niềm tin chúng con thành niềm an ủi và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến mình chịu chết để mọi người được cứu rỗi và vượt qua cõi chết đến cuộc sống muôn đời. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho ông Gioan Trần Khương đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ Chúa chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để ông Gioan Trần Khương xa lìa Chúa, nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban, được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa là đấng hằng sống hằng trì muôn đời. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Gioan được yên nghỉ muôn đời và cho ánh sáng chiếu soi ngàn thu. Amen. Chúng ta cùng hát trong trang 45.
trong gian dân tôi đã yêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa cho tôi xuống lòng gần thẳm giữa muôn cuồn sông đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lớn tấm thân tôi. Trong gian chân tôi đã kêu cầu. Chúng ta cậy dựa vào lòng xót thương của Chúa đối với một con người mà Chúa đã cho một cuộc đời, đã dẫn đưa trong suốt cuộc đời, đã ở bên, đã an ủi, đã nâng đỡ trong những lúc khó khăn nhất. Thì giờ đây sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế thì chắc chắn Chúa sẽ đưa người thân yêu của chúng ta về với Chúa. Và lời từ biệt ngày hôm nay không phải là lời vĩnh biệt, mà là một lời tạm biệt để trong vương quốc của Thiên Chúa, nơi không còn những khăn tang, nơi không còn nước mắt, nơi ấy chúng ta gặp lại người thân yêu của chúng ta. Kính thưa Thầy, kính thưa cộng đoàn, như tất cả các bà con, cô bác, tất cả những gì thì đã chúng con đã viết trong cái tiểu sử nhỏ nhỏ của chúng con rồi, và Thầy nói như vậy thì con thấy là đã quá đầy đủ. Thì cuộc đời không ai mà không có những cái lỗi lầm, và nhất là một người thanh niên vừa mới lớn lên, có gia đình, có những đứa con, rồi Chúa lại cất đi, đưa người vợ đi, thì chắc chắn rằng là đó là một cái niềm đau xót trong lòng, và có nhiều khi không ai hiểu nổi. Và con là một người cháu rể đã được đến với gia đình của bên dòng họ bên chúng con, và con cảm nghiệm rằng tuy rằng là sự yếu đuối của con người đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng có một cái nét nào đó đặc biệt để chúng ta cần phải học hỏi, ghi nhớ. Mà điều đó con đã chia sẻ trong cái buổi chiều hôm qua tại nhà quan, là chúng con có một cái tấm lòng thương người. Cái chuyến vượt biên của chú tuy rằng là ra đi rồi không có lấy được khách mà toàn là những người đi hôi, thế mà chú không có lấy được một cái gì để làm cái của riêng khi mà đưa được một số người đi trên biển cả gặp những tai nạn, dầu lấy không được, rồi không có dầu để mà cho con thuyền đi qua những chặng đường khó khăn trên biển thì hết dầu, và chú con đã cảm thấy hầu như thất vọng. Thế rồi những lời cầu nguyện của những người ở trong cái giây phút mà đau khổ nhất, tột cùng nhất, và cảm thấy rằng cái giờ chết của mình đã đến, và họ đã khẩn thiết cầu xin Chúa, và thật sự con cảm nghiệm lúc đó là Chúa hiện diện thật sự, mẹ hiện diện thật sự để cứu vớt cái chiếc tàu nhỏ bé 30 sinh mạng ở trên đó. Một cái tre từ đâu đã tạt qua bên cạnh tàu, và nhờ đó mà dùng để làm cái cánh buồm để đưa con tàu đi tới nơi, tới chỗ bằng an. Thì con đã nói chú con không có lấy được cái gì để mà làm cái hành trình mà chi phí cho cái lấy đó cả, mà khi mà lên tới cái đảo rồi thì những người đi theo đó cứ nghĩ rằng chú con là chủ tàu, cho nên chắc là có vàng nhiều, cho nên là tìm cách để mà xin chú tiền để mà sống, tại vì ở trong cái đảo đó không có gì để mà sống hết. Và chú đã nói con là bẻ giúp cho người ta từng cái chỉ vàng để rồi qua trại, thì nếu họ có họ trả lại. Đó là cái con cảm thấy rằng đó là một cái mà cho con cảm thấy rằng là đó là một bài học yêu thương người. Tại vì giờ phút đó thì chú con cảm thấy ai cũng đói khát hết, và chú chính chú dành biểu con là bẻ ra giúp cho những em đó để có tiền mà mua những cái đồ ăn trong giây phút đó. Và cái điều đó là điều mà con cảm thấy rằng là
chúng ta cần học hỏi. Tuy rằng là cái giây phút đó ông cô đơn rồi, con cái như thế này còn nhỏ dại mà ông vẫn hy sinh để mà giúp cho người ta trong giây phút đó, thì con chỉ chia sẻ điều đó để mà xin quý cha, quý thầy, quý ông bà cầu nguyện cho chú con có những cái gì trong cuộc sống, có gì còn lỗi lầm trước mặt Chúa thì xin Chúa ban ơn tha thứ và tiếp tục cầu nguyện cho chú chúng con. Con xin phép lời. Con cũng xin được tiếp lời anh Huệ. Thưa thầy, thưa toàn thể cộng đoàn trên Chúa cũng như toàn bà quý thầy. Nói cho chúng ta con á, khi lớn lên á thì đã biết đã mất tín rồi, thành ra con chỉ biết là cuộc đời của chú đã hy sinh cho con cái rất là nhiều, không muốn chút thêm được nữa, mà nếu phải nuôi con còn giờ con còn nhỏ, cho nên con xin nói với chú là trong cuộc sống hôm nay, trong đời sống của chú, nếu mà con cái cũng như cháu chắc có nhiều gì sơ suất thì xin chú bỏ chồng và chú ý con hứa sẽ không. Chúng ta cùng hiệp nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau cùng. Chúa toàn năng đã gọi người anh em của chúng ta là ông Doan Trần Phương từ cõi đời này về với Chúa. Chúng con xin gửi thi thể ông Doan Trần Phương lại đủ đất nơi loài người đã được dựng nên. Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết của chúng con sống lại như người trong vinh quang. Chúng con phó thác ông Doan Trần Khương cho Chúa. Xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Thầy và tất cả cộng đoàn dân Chúa đã tiến đưa linh cữu của Chúa ra đến phần mộ cuối cùng. Qua một cái cử chỉ, cái tình thương đó đối với chú cũng như đối với cái gia đình tang quyến của chúng con, chúng con sẽ được an ủi rất nhiều qua cái sự mất mát, sự đau buồn, vì cũng được cái người thân thương, được Thầy và tất cả cộng đoàn nghĩ đến cầu nguyện, luôn luôn nghĩ đến và cầu nguyện và tiến đưa cái linh cữu của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Qua những cái sự thiếu sót, không thể nào, không có thể nào mà không có và xảy ra trong tang quyến của chúng con. Chúng con cũng mong Thầy và quý cộng đoàn cũng niệm tình tha thứ cho tất cả những thiếu sót của chúng con. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả cộng đoàn dân Chúa. Xin mời mời người mở sách hát trang 51. Xin vâng.